Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang cho biết, một người đàn ông đi từ tỉnh lộ 176 lên xem đường đã thông trưa thì bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp khiến cho người này tử vong. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 7, người đàn ông đi từ tỉnh lộ 176 qua đoạn km 36 thuộc địa phận xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang để xem đường, đã thông trưa thì bất ngờ bị đất đá từ trên đồi sạt lở vùi lấp. Nạn nhân được xác định là ông Xìn Dì Bê, sinh năm 1976, là công dân thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, làm nghề xe ôm. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và được đưa về gia đình an táng ngay trong buổi chiều. Trong những ngày gần đây, do tác động của mưa lớn, nhiều khu vực trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã phải đối mặt với tình trạng lở đất đáng lo ngại. Những ngày qua, do tác động của áp thấp nhiệt đới, trong khoảng thời gian gần đây, khu vực tỉnh Hà Giang đã chứng kiến sương mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt và một số tuyến đường liên thôn bị sạt lở, sụt lún, mất mặt đường bê tông trên địa bàn các xã. Để ngăn ngừa và ứng phó với nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương, người dân cần thực hiện các biện pháp như đánh giá rủi ro, cắm biển cảnh báo, xây dựng các hệ thống chống sạt lở, quản lý đất đai và rừng và tạo ra các kế hoạch phản ứng khẩn cấp hiệu quả. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, mưa lớn cục bộ kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt sụt lớn trên tuyến quốc lộ 279 thuộc địa bàn huyện Than Uyên, gây chia cắt nhiều giờ giữa huyện Than Uyên, Lai Châu và huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Cụ thể, sạt sụt ta luy dương tại km 171+750, 171+885, 172+350, 172+600, 137+080. Riêng tại điểm km 172+600 xuất hiện lượng bùn đất lớn, sạt lở trôi tràn, lấp tắc cống thoát nước ngang đường, gây ngập úng cục bộ nền mặt đường. Chiều sâu ngập úng trung bình 0,5m, chiều dài 100m. Đoạn từ km 173+600 đến km 175 quốc lộ 279 đã xuất hiện 8 vị trí sạt lớn do mưa lũ lớn, làm bùn đất đá trên ta luy dương, khe tụ thủy sạt lở, trôi tràn xuống nền đường. Bùn đất đá tích tụ trên toàn bộ phạm vi nền mặt đường dày từ 0,5 đến 3,5m, trải dài trên tuyến gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Tại km 174+120 xuất hiện vùng trượt lớn trên mái ta luy dương, gây nguy cơ rất lớn tiếp tục sạt lở ách tắc giao thông. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, một đợt nắng nóng mới bắt đầu bao trùm tại khu vực Balkan. Tại Albania, nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, chính phủ đã ban hành cảnh báo mọi trường hợp hỏa hoạn vô ý hay cố ý đều có thể bị phạt tù từ 15 năm. Bộ Quốc phòng Albania nhấn mạnh nhiệt độ tăng cao tại nước này làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, có thể kéo theo hậu quả thảm khốc đối với môi trường và sinh mạng do gió có thể khiến cháy lan rộng. Bộ Quốc phòng Albania cảnh báo chỉ một đốm lửa nhỏ có thể gây ra hậu quả khôn lường. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Thủy văn Serbia dự báo đợt nắng nóng nghiêm trọng có thể kéo dài hết tuần này với nhiệt độ lên đến 40 độ C, gây ra hiện tượng đêm nhiệt đới tại các khu đô thị. Đợt nắng nóng này có thể đi kèm với lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Serbia cũng ban hành cảnh báo thời tiết nguy hiểm màu cam đối với nhiều khu vực của nước này. Trong khi đó, giới chức y tế Kosovo, nơi xảy ra nắng nóng kèm theo bão cát, kêu gọi người dân tránh ra ngoài trời nếu không cần thiết. Cơ quan khí tượng Kosovo cảnh báo chỉ số tia UV sẽ rất cao, đồng thời khuyến cáo người dân mắc bệnh mãn tính nên tránh tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời hoặc đeo kính bảo vệ, đội mũ và mặc quần áo sáng màu. Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua, từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, được ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học nhấn mạnh các đợt nắng nóng lặp đi lặp lại cho thấy việc trái đất ấm lên liên quan đến biến đổi khí hậu. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai mùng 10 tháng 7. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.